Ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình gặp gỡ các đại biểu Đại hội Đảng lần thứ 18, tin từ Bắc Kinh. Ông Hồ Cẩm Đào, ông Tập Cận Bình và các thành viên khác của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đã gặp gỡ hơn 2.600 đại biểu và các khách mời đặc biệt tham dự đại hội tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh vào chiều ngày hôm qua. Ông Hồ Cẩm Đào và ông Tập Cận Bình đều đã có bài nói chuyện tại cuộc họp mặt. Ông Hồ Cẩm Đào nói rằng, Đại hội Đảng lần thứ 18 thành công nhờ vào những nỗ lực chung của tất cả mọi đại biểu. Ông cho biết, nhiệm vụ chính trị chính hiện nay là thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ 18. Ông hy vọng rằng toàn đảng, toàn quân và toàn dân sẽ đi theo con đường chủ nghĩa xã hội đặc trưng của Trung Cộng dưới sự lãnh đạo của tân Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Còn ông Tập Cận Bình thì nói rằng, những lời nói của ông Hồ Cẩm Đào mang đầy ý nghĩa, sự chân thành và những khích lệ. Ông cam kết đội ngũ lãnh đạo mới sẽ đoàn kết và cố gắng hết sức để hoàn thiện việc xây dựng một xã hội thịnh vượng trong tất cả mọi khía cạnh.